Đâu có gì đâu hả? Ừ. Chỉnh bét đi chính nha. Ừ, chính thì đầu tiên mình ráp nè, bét xương đâm nè. Thấy không? 70 ngàn cây vậy chạy ngon lành. Rồi, ok. Mình thấy vệ sinh đâu cho sạch nè. Rồi xiết vô, dặn vô. Rồi mình phải xiết nè. Rồi, nhiều đây nè, cái xong này là nhiều. Nhiều anh em cứ nói hoài mà, nhiều khi ấy này. Cái anh biết thì nó gì nói dạy đời mà anh không biết thế nè, mình phải cái kim này nó phải nhẹ nè, phao nè, đây mình ráp cái kim nó phải nhúc nhích á đó nè, đó đây đây mà nhiều người cứ cái ống dạy đời chứ thật sự không phải, cái đó mình chỉ cho anh em cái rõ ràng, ráp cái bét phải nhẹ vậy đó nó mới ngon, rồi cho phải đẹp nè, vậy đó đưa vô mới ngon. Còn nhiều khi đưa đồ gì đâu không biết cái gì đâu nói được, cái đi sao bét tôi cứ ráp chín hoài. Rồi đây nó kia. Mà đây á mình cũng nói thiệt, đây tôi ráp về cũng chưa phải chắc ăn nữa nè. Về anh em nhiều cái ống dầu đồ dơ đồ dưới á cũng vẫn bị còn bị dính đó đó. Như điều mình phải coi cái đầu bét dính nguyên nhân nào. Cái quan trọng là dính là nguyên nhân nào mới được. Nó phải rửa sạch cặn ấy rồi. Tia nó thẳng đâu quá, nó sạch nó chưa sạch dầu á. Không, cái tia nó thẳng vậy là đúng. Không, cũng như nó kêu đây là nó ngon à. Bởi vì cái bếp mà hỏi kêu hay không cái là đó, kêu cái bóp bóp vậy là mới đúng nha. Tia ra nhậm quá không, ít thao dầu nha. Phải ngon 101 thôi nha, mấy thằng cũ rồi. Cũ hả? Tôi lấy cho 101, 115 thôi. Tính lấy nhiều mới mới vậy đó, lấy cho 120 cái. Rồi, ok nha. Để cái đưa vô là một phát một. Rồi về bắt con ốc trên thôi. Đây nè, cũng một cái điểm yếu nữa nè, để cũng đây giải thích luôn anh em. Cái máy ếch ếch á, nó xài bằng miếng canh. Nhiều anh em để cái con ốc này nào nó dài á, nó dặn vô tại sao quét vô máy gắn vô chạy ngon, mà tới chừng rồi á là tự dặn bắt ống dầu đã rồi vô rồi là cái máy chạy cờ dựng. Ai về con ốc dầu nó dài hơn cả khúc vô đó, nó đội cái bét lên cả, thí dụ mình cân có 101 đi. Mà nó nhảy lên được 150, 160 làm sao mà máy chạy ngon được. Ha. Đó, nên đã ra cái ý những kim không có cả. Ông dầu trả thì kim nó đâu chạy. Ừ. Từ từ. Rồi, ok.